Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi hé lộ sự thật. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sinh 1966, hưởng lộc bề trên, phất lên như vũ bão, tiền của đổ về triền miên, giàu có nổi tiếng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh 1966 thân mến, sống ở trên đời đã bao năm, chắc hẳn chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống này thực sự phản ánh tình trạng vô thường. Những điều xảy ra ngày mai không thể lường trước được, chúng ta đều biết rằng vạn sự, vạn vật hoạt động theo quy luật nhất định và vận mệnh của quý khán giả cũng không ngoại lệ. Chỉ có số ít người có thể nắm bắt thời cơ như diều gặp gió để đổi vận và trở nên giàu có, thịnh vượng trong chớp mắt. Trong số đó có tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Bước vào thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch, nhờ nhiều các tinh chiếu mệnh, thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Bính Ngọ. Theo tiết lộ mới nhất từ giới tiên tri Tử Vi cho thấy, bước sang từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sinh 1966 bất ngờ được trời thương Phật độ mà vận trình ngời ngời rực sáng. Trong thời gian này, không những đường công danh sự nghiệp phất mạnh mà tài lộc cũng ùn ùn kéo tới nhà, nợ nần cũ được trả sạch sẽ, tiền bạc cứ hết lại có, dơi lại đầy, sung sướng như tiên. Vậy thời gian này sẽ mang tới cho họ những cơ hội và vận may gì? Vận trình Tử Vi chi tiết từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết dưới đây nhé. Tuổi Bính Ngọ sinh 1966 thuộc hành thủy trong ngũ hành với thiên can Bính, mang tính chất của quả biểu trưng cho năng lượng, sự nhiệt tình và khát vọng, kết hợp với con giáp Ngọ, biểu tượng của sự tự do, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Tuổi Bính Ngọ là sự hòa quyện giữa sự sôi nổi, độc lập và một tinh thần mạnh mẽ đầy đam mê. Người tuổi Bính Ngọ thường mang trong mình một cá tính mạnh mẽ, nhiệt huyết và đầy năng lượng. Họ có tinh thần tự do và không thích bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào. Thiên can Bính với yếu tố quả giúp họ luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách, với một ngọn lửa nội tâm không ngừng bùng cháy, khát khao được thể hiện và khẳng định bản thân. Bính Ngọ là những người thích mạo hiểm và không ngại dấn thân vào những con đường mới mẻ, nơi mà họ có thể khám phá và chinh phục. Những người tuổi này thường rất tự tin và quyết đoán, họ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh và luôn khao khát vươn lên, không ngừng tìm kiếm cơ hội để phát triển và đạt được thành công. Sự nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo của họ khiến họ luôn là người tiên phong, dám nghĩ, dám làm và không ngại đổi mới. Họ là những người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết cách lập kế hoạch và thực hiện chúng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, người tuổi Bính Ngọ cũng có thể trở nên nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Sự nhiệt tình và khát khao thành công đôi khi khiến họ thiếu sự cân nhắc và dễ bị cuốn theo cảm xúc. Họ cần học cách kiềm chế bản thân, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và tránh những sai lầm không đáng có. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Bính Ngọ hiểu rằng sự nhiệt huyết và đam mê là nguồn năng lượng mạnh mẽ để đạt được thành công, nhưng cần phải đi kèm với sự kiên nhẫn và lòng bao dung. Họ nhận ra rằng để trở thành người lãnh đạo thực sự không chỉ cần có tài năng và ý chí, mà còn phải biết cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những người xung quanh. Họ học cách kiểm soát sự nóng nảy của mình, học cách nhìn nhận và sửa chữa những sai lầm. Người tuổi Bính Ngọ cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc chinh phục và đạt được, mà còn về việc trải nghiệm và cảm nhận.
Bính Ngọ biết cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé và học cách trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Họ hiểu rằng sự bình an và hạnh phúc không đến từ những thành công vật chất, mà từ sự cân bằng và hài hòa trong tâm hồn. Trong các mối quan hệ, người tuổi Bính Ngọ luôn cố gắng xây dựng lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Họ biết rằng để duy trì một mối quan hệ bền vững cần phải có sự chân thành, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ. Người tuổi Bính Ngọ với sự kết hợp giữa nhiệt huyết và tinh thần tự do là hình ảnh của một trái tim đầy đam mê và một tinh thần mạnh mẽ. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ kiên định và dũng cảm, mà còn biết cách phát triển và hoàn thiện bản thân. Chính sự hòa quyện giữa sức mạnh và trí tuệ đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Bính Ngọ, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và tràn đầy năng lượng. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Công việc của người tuổi Bính Ngọ từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ có sự tiến bộ so với đầu năm. Chỉ cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, Bính Ngọ sẽ giải quyết mọi vấn đề dễ dàng, thậm chí có thể đưa ra nhiều ý tưởng có ích cho tập thể. Từ đó, Bính Ngọ sẽ được cấp trên đề bạt, thăng tiến và tăng lương. Khi thi cử, nếu tự tin và biết khai thác tối đa ưu điểm của mình, Bính Ngọ sẽ có thành quả đáng mong chờ. Tuy nhiên, nếu lơ là làm việc, kẻ ghen tị có thể tận dụng để gây rắc rối cho Bính Ngọ. Tài chính của người tuổi Bính Ngọ không có biến động lớn về thu chi, thu nhập chủ yếu đến từ công việc hiện tại hoặc kinh doanh cá nhân với lượng khách hàng ổn định. Mặc dù cạnh tranh vẫn diễn ra nhưng với sự kiên trì, Bính Ngọ sẽ dễ dàng tìm được cách để vượt qua. Thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch cũng là thời điểm thích hợp để Bính Ngọ tích lũy kiến thức và mở rộng quy mô kinh doanh. Về sức khỏe, hãy cẩn thận khi di chuyển xa hoặc làm việc vất vả để tránh những tai nạn không mong muốn. Người trong gia đình có thể đối mặt với những rủi ro, vì vậy, Bính Ngọ nên dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng đi khám và chữa trị để bảo vệ sức khỏe. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới. Hãy tự tin và dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình với người mà bạn yêu thương, bởi vì tình yêu luôn được đền đáp bằng một tình cảm chân thành. Đừng quá lo lắng về việc phải làm những điều lớn lao, chỉ cần biết trân trọng và chân thành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là cụ thể tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Thời điểm cuối năm đối với người tuổi Bính Ngọ hứa hẹn sẽ có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thành công của Bính Ngọ không chỉ phụ thuộc vào may mắn mà còn vào cách Bính Ngọ đối mặt với thách thức và quản lý mối quan hệ xã hội. Với sự xuất hiện của các tinh thiên ấn, thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch, Bính Ngọ sẽ tỏa sáng với sự thông minh và tư duy sắc bén. Nếu tập trung vào công việc, Bính Ngọ có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp nâng cao vị thế của mình và thậm chí trở thành một người lãnh đạo, hướng dẫn đội nhóm theo hướng mới và phù hợp. Nỗ lực và sự cần cù của Bính Ngọ sẽ được công nhận, mở ra cơ hội thăng tiến và tăng lương. Mối quan hệ xã hội của Bính Ngọ cũng sẽ phát triển tích cực với sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và những người có chung chí hướng. Sao Phượng Cát cho thấy, mối quan hệ xã hội của Bính Ngọ sẽ phát triển tích cực, bản mệnh sẽ gặp gỡ những đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn, tìm thấy những người cùng chí hướng với mình. Nhờ đó, công việc của Bính Ngọ sẽ tiến triển suôn sẻ và những khó khăn sẽ không còn cản đường Bính Ngọ. Đặc biệt, từ nay tới Tết 2025 âm lịch cũng là thời điểm thuận lợi cho việc học tập và thi cử của Bính Ngọ. Bản mệnh nên tập trung ôn thi và tự tin thể hiện kiến thức của mình, đồng thời chinh phục giám khảo và đạt được mục tiêu đã đặt ra. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ mang đến nhiều cơ hội thành công cho Bính Ngọ, nhưng cũng đừng vì thế mà tự mãn hay coi thường người khác, vì vẫn có những yếu tố xấu đang rình rập và có thể gây nguy hiểm cho Bính Ngọ bất cứ lúc nào. Hung tinh cảnh báo rằng, dù Bính Ngọ đạt được thành công lớn lao, đừng bao giờ coi thường người khác. Nếu Bính Ngọ quá tự cao có thể khiến người khác không hài lòng và dễ bị kẻ tiểu nhân chú ý,
gây ra những rắc rối hoặc đánh mất những gì Bính Ngọ đã cố gắng xây dựng. Khi gặp rắc rối, Bính Ngọ nên cẩn thận trong cách hành xử và tránh nói những điều hoặc làm những việc không thích hợp. Người khác có thể lợi dụng điều đó để hạ bệ và ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Bính Ngọ sẽ có những biến động từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Vì vậy, Bính Ngọ cần phải tập trung vào nhiệm vụ của mình. Chỉ cần lơ là một chút cũng có thể khiến tiền bạc trôi qua tay bạn. Đối với những người làm công ăn lương, nếu Bính Ngọ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và khẳng định được năng lực của mình sẽ được lãnh đạo khen thưởng, thăng tiến hoặc tăng lương, công sức và nỗ lực của Bính Ngọ sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, những người có thành tích tốt trong kỳ thi tuyển cũng sẽ được chọn vào các công ty phù hợp với năng lực của mình. Hãy tự tin trong việc đàm phán và thỏa thuận mức lương mong muốn. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm việc, Bính Ngọ cần tập trung cao độ, kể cả trong những công việc quen thuộc để tránh sai sót xảy ra. Tình hình kinh tế chung khá ổn định, không có những biến động lớn mang lại sự an tâm, nhưng cũng không nên mơ mộng về chuyện hốt bạc nhanh chóng. May mắn là Bính Ngọ cũng không phải đối mặt với quá nhiều rủi ro và cuộc sống vật chất khá sung túc, với tài chính cân bằng. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng để Bính Ngọ khẳng định bản thân và thu hút lòng tin của khách hàng. Hãy tập trung vào việc mở rộng kinh doanh một cách chậm rãi và ổn định. Khi Bính Ngọ đã có vị thế vững chắc trên thị trường, sẽ có nhiều khách hàng đến giao dịch với Bính Ngọ và thu nhập cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn trọng vì có những người xấu có thể sẵn sàng để gây cạnh tranh và đe dọa vị thế của bạn. Bính Ngọ cần tỉnh táo để phát hiện ra những chiêu trò của họ và không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Hơn nữa, bạn cũng cần tránh các cuộc đấu tranh và tranh cãi với người khác, vì điều này có thể gây tiếng xấu cho bạn. Nếu có những vấn đề nhỏ, hãy để nó qua đi và tập trung vào những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, từ nay tới Tết 2025 âm lịch, bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Nhiều dấu hiệu bất thường xảy ra có thể là tín hiệu cho thấy sức khỏe của Bính Ngọ đang suy giảm hoặc tâm trạng căng thẳng. Hãy tìm cách giải tỏa và giữ gìn sức khỏe của mình ngay từ bây giờ. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, gia đạo của Bính Ngọ có thể gặp phải những mất mát bất ngờ. Do đó, Bính Ngọ cần chăm sóc và quan tâm hơn đến những người thân yêu và điều trị bệnh ngay khi bạn cảm thấy không khỏe. Điều này sẽ ngăn ngừa tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng và khó chữa trị. Đối với những người thường xuyên phải đi xa hoặc làm việc vật lý, hung tinh phi liêm và thiên cầu cũng có thể giáng họa bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là phải luôn tỉnh táo khi làm việc và không gượng ép bản thân làm việc quá sức, nếu không có thể xảy ra những tai nạn bất ngờ, khiến Bính Ngọ không xoay sở kịp. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, từ nay tới Tết 2025 âm lịch, đây sẽ là thời điểm hòa thuận và yên bình trong tình cảm đối với người tuổi Bính Ngọ. Hãy tự chủ động trong các mối quan hệ và luôn nhớ giữ gìn hạnh phúc gia đình. Điều này sẽ mang lại nhiều niềm vui cho bạn. Đối với những người độc thân, từ nay tới Tết 2025 âm lịch này sẽ mở ra nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới. Bính Ngọ không chỉ có nhiều bạn bè tốt, mà còn có thể gặp được một nửa lý tưởng của cuộc đời mình. Nếu Bính Ngọ đã có cảm tình với ai đó, hãy tự tin và chủ động tìm cách gần gũi hơn với họ, thể hiện những phẩm chất tốt của mình và luôn quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương. Sự tinh tế của Bính Ngọ sẽ chạm đến trái tim của người ấy. Nếu có cơ hội được giới thiệu cho các đối tượng mới, Bính Ngọ nên dành thời gian để gặp gỡ và trò chuyện với họ. Hãy luôn mở lòng để có thể đánh giá xem đối phương có phù hợp với mình hay không. Dù hai người không thể trở thành một cặp đôi nhưng vẫn có thể trở thành bạn tốt. Đối với những người đã có gia đình, mối quan hệ giữa hai người sẽ được ổn định hơn từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Bạn cần dành nhiều thời gian hơn bên người ấy, lắng nghe và chia sẻ cùng nhau. Khi hai người luôn tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau, không có gì có thể chia rẽ được. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, từ nay tới Tết 2025 âm lịch.
Tử Vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 9 âm lịch, vận khí của tuổi Bính Ngọ tháng này đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tam hợp cục xuất hiện kết hợp với các tinh chính quan, con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Chẳng những vậy, nguyệt lệnh lâm mộc dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho bạn, đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng mở, nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, bản mệnh dễ gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Bạn có thể sẽ chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì tuổi Bính Ngọ có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến bản mệnh sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, con giáp này còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Nhìn chung, tháng 9 âm lịch này cùng với nhiều cơ hội mới mở ra cho tuổi Bính Ngọ, đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ nhưng chắc chắn theo thời gian, thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 9 âm lịch, tài lộc của tuổi Bính Ngọ trong tháng 9 âm lịch này vô cùng vượng phát, một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt, với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Bạn có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng bá cho sản phẩm của mình nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng, thì việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Có điều, cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, tuổi Bính Ngọ cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 9 âm lịch, tháng này sức khỏe của tuổi Bính Ngọ ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại, cũng nhờ các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tuy nhiên, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ám tàng, tuổi Bính Ngọ vẫn nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 9 âm lịch, tháng 9 âm lịch này, nhờ nguyệt lệnh lâm mộc dục mà đời sống tình cảm của tuổi Bính Ngọ sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình, nhân duyên khởi dựng phơi phới, thúc đẩy tình cảm lứa đôi ngày càng tốt đẹp. Đây chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở rộng quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc bày tỏ tình cảm. Nếu đã có đối tượng trong lòng, khả năng cao bạn sẽ gặp được người trong mộng ở tình huống vô cùng bất ngờ, nhưng đã là duyên thì chẳng thể nói trước điều gì. Đời sống tình cảm của các cặp vợ chồng hòa hợp, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện nhiều. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 10 âm lịch, tháng này, phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ có nhiều biến động bất lợi. Đây sẽ là giai đoạn nhiều thử thách với bạn, hãy chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Nguyệt lệnh lâm đất tuyệt lại có thêm hung tinh thiên hình quấy phá,
dự báo trước những sóng gió mà bản mệnh phải đối mặt, công việc nhiều trắc trở, áp lực gia tăng đến từ nhiều nguồn, gần như không lúc nào bạn được thư thả, các kế hoạch thường đi chệch khỏi dự tính ban đầu. Nhiều hạng mục mà con giáp này đã dồn nhiều tâm huyết nhưng không diễn ra như ý muốn, khiến bạn không khỏi thất vọng, dù bạn vẫn cố gắng kiểm soát nhưng tình hình không mấy khá khẩm. Đã vậy, các mối quan hệ tại nơi làm việc cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu sự hài hòa, mọi người có thể bằng mặt mà không bằng lòng, dấu hiệu còn cho thấy có đấu đá, cạnh tranh ngầm xảy ra trong tập thể. Bản mệnh còn được nhắc nhở nên thận trọng trước họa tiểu nhân, có nhiều người không thể dội tin tưởng, chưa chắc họ đã tốt đẹp như những gì đã thể hiện ra bên ngoài. Tuổi Bính Ngọ có thể sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với chính những người bên cạnh mình, liên quan tới lợi ích cá nhân. Bạn bè có thể trở mặt thành thù lúc nào không hay, tiểu nhân đầy rẫy, chỉ cần một bước sai lầm là sẽ dẫn đến nhiều sai sót nghiêm trọng. Lúc này, dù làm gì bạn cũng nên đặt lý trí lên hàng đầu, không thể làm việc theo cảm xúc được, chất lượng công việc khó làm hài lòng cấp trên, chính bản thân bạn cũng chán nản, thiếu đi sự nhiệt huyết. Nhưng tinh thần làm việc uể oải như vậy của bạn chỉ càng khiến mọi việc đâm đầu vào ngõ cụt. Chính bạn trước hết phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình mới mong tình hình sớm có cải thiện. Nhìn chung, công việc cả tháng của con giáp này không được suôn sẻ nên bạn phải chú ý đến các chi tiết lớn nhỏ, đồng thời điều chỉnh tâm lý của mình tích cực hơn trong mọi việc, có tâm lý sẵn sàng và chủ động tập trung vào công việc của bản thân. Thay vì để những việc xung quanh tác động đến bản thân, người ăn ở có phúc thì có phần, bạn bỏ ra nỗ lực một cách nghiêm túc thì trời sẽ không phụ công bạn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 10 âm lịch. Bước sang tháng 10 âm lịch này, tuổi Bính Ngọ phải đối mặt với nhiều thách thức, công việc bận rộn và tràn đầy áp lực, chưa chắc bỏ công bỏ sức ra đã thu về được thành quả như ý. Tình hình tài chính lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao, hung vận tăng cao lại chịu tác động từ sao xấu tiểu hao nên tiền bạc hạn hẹp, thu nhập ảm đạm. Càng những lúc như vậy, con giáp này càng nên chú ý hơn trong việc chi tiêu, có những lúc vốn đã kiếm được khoản không nhỏ, nhưng ngay sau đó đã có việc phải dùng đến hoặc đầu tư thiếu hiệu quả khiến tài vận giảm sút mạnh, cuối cùng chẳng giữ được mấy đồng trong tay. Tháng này vận may không có là bao, nên bạn tránh việc đầu tư vào các dự án lớn để tránh rủi ro. Những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có một tháng nhiều sóng gió, tình trạng hàng hóa có phần ế ẩm, xuất hiện nguy cơ tồn kho nếu tiếp tục đi theo con đường bấy lâu. Khách hàng cũng dần không còn mặn mà, do đó, bạn nên chủ động tìm kiếm những phương pháp đổi mới để thu hút thêm khách hàng, mở rộng tiềm năng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, bị kẻ tiểu nhân giở trò, bản mệnh nên thận trọng trong việc nhìn người, nhất là trong khâu chọn đối tác, hợp tác làm ăn, nếu không đủ tỉnh táo rất có thể bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Bên cạnh đó, tuổi Bính Ngọ cũng phải kiềm chế chi tiêu, tránh xa trò may rủi. Những người có tâm lý kiếm tiền nhờ vào những trò cờ bạc, đỏ đen, lười làm ham ăn, cố tình thực hiện các hành vi phạm pháp, trái đạo đức, sẽ vướng vào việc kiện tụng tiền mất tật mang. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 10 âm lịch. Tháng này, phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ không mấy lý tưởng, xuất hiện nhiều mối nguy tiềm ẩn mà bản mệnh không thể chủ quan. Những mối bận tâm trăn trở trong cuộc sống và công việc dần hình thành, áp lực tâm lý khiến thể trạng của bạn khó được đảm bảo. Cộng với việc ít vận động, lười thể dục thể thao cũng khiến sức đề kháng sụt giảm. Nếu cảm thấy không khỏe, bạn nên tới các cơ sở y tế thăm khám kịp thời, tránh tình trạng ủ bệnh. Ngoài ra, con giáp này cũng phải chú ý đến chế độ ăn uống và sắp xếp lịch trình làm việc phù hợp với cuộc sống. Chế độ ăn uống hàng ngày của bạn phải cân bằng dinh dưỡng lành mạnh, đồng thời cũng phải có lịch làm việc và nghỉ ngơi khoa học, hạn chế thức khuya. Khi bạn biết cách chăm sóc bản thân cũng là lúc cơ thể được nạp năng lượng đầy đủ nhất, có như thế mới có đủ sức theo đuổi mục tiêu của mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, nhân duyên của tuổi Bính Ngọ không mấy lý tưởng, nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận trình của bản mệnh ngày càng có xu hướng giảm sút. Các mối quan hệ tình cảm tiềm tàng không ít biến động, dù là người còn độc thân hay người đã lập gia đình. Mối quan hệ của bạn sẽ không được suôn sẻ, đôi bên thiếu sự thấu hiểu và bao dung, chỉ coi trọng cảm xúc của bản thân nên mâu thuẫn xảy ra thường xuyên.
Tình trạng khắc khẩu ngày càng nghiêm trọng, có nhiều khi chuyện vốn không có gì nhưng bản mệnh lại phức tạp quá nó lên, nhất là nữ mệnh, con giáp này thường suy nghĩ nhiều, đa phần lại theo chiều hướng tiêu cực, nên nhìn đâu cũng thấy điểm nghi vấn, ghen tuông ầm ĩ, thay vì tự làm khổ bản thân bằng những suy diễn ấy, bạn có thể thẳng thắn trao đổi với đối phương, một cuộc trò chuyện ngắn nhanh cũng giải quyết được vô số việc, quan trọng là bạn có muốn điều đó hay không. Người độc thân tháng này dễ gặp phải một số mối tình kém chất lượng, trao đi nhiều nhưng nhận lại chỉ toàn lừa dối, nên cần phải thận trọng trong việc nhìn người, tránh bị lừa gạt. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ tháng này vướng phải nhiều khúc mắc, chủ yếu là do chịu tác động của cục diện tương xung. Bên cạnh việc cảnh giác với các tác động bên ngoài, bản mệnh cũng cần phải tự nhìn nhận lại bản thân, có như vậy mới hạn chế được nhiều rắc rối. Thời điểm này, bạn thường xuyên hành xử một cách nóng nảy, cực đoan, chuyện bé xé ra to khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy không thoải mái. Rất có thể bạn sẽ vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân, khiến kẻ đó tìm cơ hội bạn sơ hở để hãm hại, gây rắc rối cho bạn. Tốt nhất con giáp này cần nhắc nhở mình bình tĩnh khi đối diện với mọi vấn đề, bởi cứ làm quá mọi chuyện lên thì tất cả chỉ càng lâm vào bế tắc. Khuyên bạn hãy bình tĩnh trao đổi với mọi người, hạ cái tôi của mình xuống và quan sát vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau, như vậy thì việc khó đến mấy cũng có thể dần dần tháo gỡ. Nguyệt lệnh lâm thai còn khiến cho một số người trở nên lơ là với công việc, bạn thường tìm cách trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy cho người khác khiến lãnh đạo có ấn tượng xấu. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, bản mệnh rất dễ trở thành người thụt lùi so với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Các tinh giải thần xuất hiện sẽ giúp đỡ cho những ai biết cách cư xử không kiêu ngạo, hống hách, luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Vì vậy, dù lâm vào cảnh bế tắc, con giáp này cũng chớ từ bỏ hy vọng, hãy luôn nhắc nhở mình không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Bính Ngọ phải đối diện với tình cảnh tài lộc sụt giảm, khi các nguồn thu không có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, các khoản đầu tư chi tiêu lãng phí lại liên tục xuất hiện. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh cần nhắc nhở mình hết sức cẩn thận trong mọi quyết định vào tháng này. Có những mối đầu tư tưởng chừng béo bở nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bạn cần kiểm chứng mọi thông tin kỹ càng, tìm hiểu kỹ đối tác của mình trước khi góp vốn để đảm bảo an toàn trong tháng. Bị đại hao chiếu mệnh, tốt nhất bản mệnh nên tập trung làm tốt các kế hoạch đang dang dở của mình, tránh vội vàng mở rộng thêm quy mô hoặc hợp tác thêm với người mới. Khi túi tiền chưa rủng rỉnh, bạn cũng cần hạn chế tiêu pha cho những mục đích không thực sự cần thiết. Trước khi mua hàng, bạn cần xem giá cẩn thận, chớ chi tiêu vượt quá mức chi trả của mình. Nếu có người rủ rê con giáp này đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc mua bán những mặt hàng giảm giá, khuyến mãi, bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, bởi đó có thể là cái bẫy kẻ tiểu nhân đặt ra khiến bạn rơi vào cảnh hao tiền tốn của. Nếu có ý định chi tiền, bạn nên tham khảo thêm ý kiến của mọi người xung quanh. Tháng này, các tinh giải thần khuyên tuổi Bính Ngọ nên chi tiêu hài hòa, nếu có điều kiện thì nên dùng tiền để làm từ thiện giúp đỡ mọi người. Bây giờ bạn làm việc tốt thì tương lai khi gặp phải khó khăn, rất nhiều người sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, để giữ một sức khỏe ổn định, tuổi Bính Ngọ cần nhắc nhở bản thân giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan, xả stress kịp thời. Nếu cảm thấy vướng mắc, bạn nên tâm sự với mọi người để tìm cách tháo gỡ, chứ không nên giữ mọi chuyện trong lòng. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần làm việc và nghỉ ngơi khoa học, chớ bắt cơ thể làm việc quá sức. Đặc biệt, các hoạt động vui chơi, tụ tập cần được tiết chế. Quá ham vui, sinh hoạt thiếu điều độ sẽ khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy lờ đờ, mệt mỏi, uể oải, không thể tập trung cho các công việc chính của mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, ngũ hành tương khắc cũng khiến cho mối quan hệ vợ chồng của tuổi Bính Ngọ dễ lâm vào bế tắc. Hai người thường xuyên cãi giả, giận hờn nhau mà nguyên nhân có thể rất du dơ. Khi cảm thấy không hài lòng với người ấy chuyện gì, bạn cần trao đổi thẳng thắn chứ không phải giữ trong lòng,
đợi đến khi có điều kiện thì nói bóng nói gió. Cách hành xử này không chỉ khiến người ấy cảm thấy khó chịu, thậm chí tổn thương, mà ngay cả bạn cũng sẽ không thể cảm thấy thoải mái được. Người độc thân tháng này rất có thể sẽ lâm vào những mối quan hệ rắc rối, phức tạp. Bởi bản tính trăng hoa, đa tình, bạn không nên giữ quan hệ với quá nhiều người cùng một lúc. Thái độ thiếu chân thành sẽ khiến bạn quen biết với nhiều đối tượng vui chơi qua đường, cuối cùng rước lấy nhiều chuyện phiền nhiễu, điều tiếng không hay về mình. Một khi đã quyết định đến với ai, con giáp này nên thành thật với người ấy và giữ khoảng cách với những người khác. Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ, dây dưa với nhiều người, thì cuối cùng bạn sẽ chẳng thể tìm được một ai đáng tin cậy đâu. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 12 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ có hung, có cát, song kết quả cuối cùng tiến triển theo chiều hướng tốt hay xấu chủ yếu phụ thuộc vào cách hành xử của bản mệnh. Cục diện tương hại cho thấy bạn thường thiếu kiên nhẫn khi giải quyết các công việc khó khăn, phức tạp, hay khi lắng nghe người khác. Chính vì vậy, bạn thường bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Con giáp này cũng khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề để đưa ra những cách giải quyết hợp lý hơn khi mọi việc lâm vào bế tắc. Bạn cũng chớ nên nổi nóng tìm cách đổ lỗi cho người này người khác, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Lúc này, bạn cần bình tĩnh để suy nghĩ, cân nhắc, tìm ra vấn đề của bản thân trước và dũng cảm nhận lỗi, như vậy mới khắc phục được khó khăn, có hướng đi mới cho mọi việc. Hãy yên tâm vì sự nghiệp của bản mệnh không chỉ toàn những khó khăn, nhiều cát tinh như trường sinh, tử vi, giải thần là dấu hiệu cho thấy bạn hoàn toàn có cơ hội lội ngược dòng. Tuổi Bính Ngọ hãy luôn giữ tinh thần quyết tâm, cố gắng trong công việc. Đừng nóng giận bỏ cuộc giữa chừng, như vậy bạn sẽ gây ấn tượng với cấp trên, tạo thiện cảm được với đồng nghiệp. Mọi người xung quanh sẵn sàng giúp sức để bạn vượt qua khó khăn. Hơn nữa, con giáp này vốn là người thông minh, có tài, vì vậy cần tìm thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào cơ hội thăng tiến hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 12 âm lịch, tháng 12 âm lịch này, vận trình tài lộc của tuổi Bính Ngọ nhìn chung không có tăng trưởng quá rõ rệt. Bạn cần xem lại định hướng làm ăn của mình cũng như cách ứng xử với mọi người xung quanh, có thể sẽ tìm ra vấn đề để khơi thông tài lộc. Dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh nên quyết tâm hơn khi thực hiện các kế hoạch. Dù vướng phải khó khăn hay trục trặc cũng đừng nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng. Hãy coi khó khăn là cơ hội để bạn khẳng định vị thế, gây ấn tượng với khách hàng, đối tác hoặc cấp trên của mình. Các tinh tử vi và giải thần khuyên bạn hãy kiên nhẫn hơn trong việc lắng nghe và trao đổi với mọi người xung quanh. Như vậy thì con giáp này có thể dễ tạo thiện cảm cho người khác. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, mọi việc cũng sẽ tiến triển suôn sẻ hơn, dù gặp khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ. Người làm kinh tế có thể nhân thời điểm này để giao lưu với khách hàng, đối tác nhiều hơn nhằm mở rộng mối quan hệ. Tất nhiên, bạn không cần quá nóng lòng với các kế hoạch đầu tư, buôn bán, hãy dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về đối phương, tránh những bất đồng tranh chấp không đáng có nếu hợp tác sau này. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 12 âm lịch, tháng này, tình hình sức khỏe của tuổi Bính Ngọ cũng khá ổn định, công việc căng thẳng, bạn cần tìm cách giảm stress kịp thời. Như vậy thì sẽ không có gì cần phải lo lắng, hãy sắp xếp thời gian biểu khoa học để làm việc, vừa đạt chất lượng cao, vừa đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo thì bản mệnh làm việc gì cũng sẽ hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 12 âm lịch, trái với phương diện sự nghiệp và tài lộc khá ảm đạm, thì phương diện tình duyên của tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm lịch này lại khá rực rỡ. Nhờ có sự ảnh hưởng của ngũ hành tương sinh, bạn có nhiều cơ hội để tận hưởng hạnh phúc. Người độc thân nổi bật giữa đám đông bởi tính cách mạnh mẽ và tự tin của mình, bạn không ngại tham gia vào các hội nhóm, sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ của bản thân và con người thật của mình, vì vậy sẽ khiến cho không ít người ấn tượng. Nếu có thiện cảm với một ai đó, bản mệnh đừng ngại là người chủ động tiếp cận và giữ liên hệ với đối phương. Chỉ cần bạn nghiêm túc và chân thành,
thì hoàn toàn có cơ hội bước vào một mối quan hệ mới và tìm được nửa kia phù hợp với mình. Người đã lập gia đình luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người thân trong mọi quyết định. Bạn thường xuyên trò chuyện với mọi người nên quan hệ giữa các thành viên ngày càng gần gũi. Mọi người luôn có mặt đầy đủ trong những giờ phút quan trọng của nhau. Trên đây là tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.